Vào 2.500 năm trước, Đức Phật Thích Ca đã từng có dự ngôn về thời mạt Pháp rằng Phật giáo sẽ xuất hiện rất nhiều tặc trú, nghĩa là nhà sư giả mặc áo cà sa nhưng lại phá hủy giới luật tu hành. Con người sẽ không còn tâm pháp để câu thúc bản thân, từ đó làm đủ mọi chuyện xấu. Pháp luật cũng không quản được, xã hội bại hoại, thiên tai dịch bệnh khiến con người tiến đến diệt vong. Nhìn lại tình huống thực tế hiện nay, chúng ta không khỏi giật mình trước những gì đang diễn ra. Ma quỷ đội lốt thầy tu, sư tăng vô đạo. Hung thủ giết người, 17 năm ẩn mình dưới vỏ bọc tăng nhân. Pháp sư Duy Địch, tên thật là Từ Tâm Liên, từng sao giảng đạo lý tu hành cho hàng chục nghìn người, nhưng thực chất lại là tên tội phạm giết người bị truy nã. Từ Tâm Liên sinh ra trong một gia đình nghèo khó thuộc thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Năm 1994, Liên cùng 6 người anh em kết nghĩa quyết định rời quê lên phố Hải Nam tìm cơ hội đổi đời. Trước khi lên đường, Liên đã đề nghị ai còn ân oán gì ở quê thì giải quyết hết cho xong, tránh ảnh hưởng đến chí hướng làm giàu ở phương xa. Trong nhóm, một người tên Vương Quân Dân nói muốn sát hại bạn học cũ là Từ Mẫn vì thù oán cá nhân. 6 người còn lại nhất loạt đồng ý không chút do dự. Sau khi bàn xong kịch bản, cả đám cùng nhau đi mua 7 con dao, đợi đến khi trời tối sẽ ra tay. Kết quả sinh mạng của hai vợ chồng xấu số Từ Mẫn bị tước đoạt, còn đứa con nhỏ 2 tuổi bị trọng thương. Vụ án đã gây rúng động cả thành phố Cửu Giang. Chẳng mấy chốc, 6 tên hung thủ lần lượt xa lưới, trong đó 3 kẻ bị tuyên án tử hình. Tuy nhiên, hung thủ cuối cùng cũng là kẻ chủ mưu, Từ Tâm Liên lại biến mất không dấu vết. Sau khi biết mình bị truy nã, Liên hốt hoảng chạy trốn trong đêm. Hắn lần mò đến huyện Tiềm Sơn, tỉnh An Huy, tìm gặp vương trượng chùa Tam Tổ. Liên khi ấy không những thay đổi tên họ mà còn đóng vai người tứ cố vô thân, một lòng hướng Phật. Cứ vậy mà hắn thuận lời được thu nhận. Chỉ nửa năm sau thì chính thức làm lễ cạo tóc xuất gia, lấy pháp hiệu là Duy Địch. Với tư chất thông minh và nhạy bén, chỉ trong một thời gian ngắn, Liên đã học thuộc hết các giáo lý và nghi thức cơ bản, tụng niệm kinh trôi chảy nên rất được lòng phương trượng. Không đến một năm, hắn đã có một chức vụ nhất định tại chùa. Sau khi ở chùa Tam Tổ được hơn một năm, Liên đột nhiên rời khỏi chùa, bắt đầu lấy danh nghĩa Pháp sư Duy Địch, đi thăm thú chùa chiền khắp nơi. Năm 2000, Liên đi tới Hàng Châu, đến ngôi chùa cổ Tịnh Từ, có lịch sử ngàn năm. Y bắt đầu làm việc tại đây và từng bước lên tới chức giám viện của chùa Tịnh Từ và chùa Hương Tích. Cuộc sống xa hoa bắt đầu từ đây kéo dài tận 11 năm. Cũng trong thời gian này, danh tiếng Pháp sư Duy Địch ngày càng vang xa. Duy Địch không những tu tập và sao giảng Phật Pháp mà còn thi đỗ khoa công trình Đại học Chiết Giang, nhận bằng kỹ sư chính quy. Ngoài ra hắn còn trở thành nhà thư pháp nổi tiếng. Mỗi bức thư pháp do hắn viết có mức giá trung bình 50.000 tệ, bức đắt nhất được đấu giá lên đến 500.000 tệ, tương đương 1,7 tỷ Việt Nam đồng. Lại nói sau khi làm giám viện chùa Tịnh Từ, đến lúc này tiền và quyền đều đã có nên hắn chẳng kiêng dè gì mà lộ bộ mặt thật. Bề ngoài Pháp sư Duy Địch tỏ vẻ là người nho nhã thư sinh, thường xuyên làm việc thiện, tích cực tham gia hiến máu. Tuy nhiên không ai ngờ rằng đời sống riêng tư của Liên lại cực kỳ xa hoa. Hắn đi xe sang, dùng điện thoại Virtu, ra vào các hội sở đắt tiền, ăn sơn hào hải vị, uống rượu, hút hít thâu đêm. Hắn còn mở cả phòng tập gym và thường xuyên đánh đập các nhà sư khác trong chùa. Năm 2011, một nhà sư thường xuyên bị Liên bạo hành đã quyết định đi báo cảnh sát. Khi nhìn thấy chứng minh thư của Liên, cảnh sát nhận thấy không phù hợp. Chứng minh thư là thật, nhưng nhìn mặt của Liên không phù hợp với tuổi ghi trên đó. Vì vậy, cảnh sát Hàng Châu đã liên hệ với cảnh sát Thiều Quang và phát hiện đây chính là tên tội phạm bị truy nã đã trốn thoát nhiều năm trước. Biết mọi chuyện đã bại lộ, Liên lặng lặng ngồi chờ đến khi cảnh sát đến, ra tay vào cổng mà không phản kháng. Ngày 13 tháng 6 năm 2012, Liên bị tuyên án tử hình. Nữ trụ trì ngày tụng kinh, tối đội tóc giả đi ba.
Sử Ái Văn sinh năm 1967 trong một gia đình nghèo khó thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Dù cuộc sống rất cơ cực nhưng cô lại có một gương mặt xinh xắn. Sau đó vì gia đình không đủ điều kiện nên Ái Văn bị bố mẹ cho thôi học. Việc này khiến cô rất bất mãn. Năm 1993, cô rời khỏi làng quê đến Hồng Kông với mục tiêu tạo dựng tên tuổi cho mình. Nhưng khi vừa đặt chân đến Hồng Kông vì không được học hành đến nơi đến chốn, lại không có kỹ năng đặc biệt gì nên cô chỉ có thể làm một số công việc chân tay để sống qua ngày. Không chấp nhận được thực tại này, cô bắt đầu sử dụng nhan sắc để kiếm tiền. Mục tiêu của cô là đàn ông đã có gia đình vì họ có đủ kinh tế để lo cho cuộc sống của cô. Sau đó Ái Văn gặp được một người tài xế đã có gia đình, rất thích cô. Dưới sự cám dỗ và quyến rũ liên tục của Ái Văn, anh ta đã thực sự ly hôn vợ để đến với Ái Văn. Thế nhưng sau khi kết hôn, Ái Văn lại bắt đầu chán nản vì cảm thấy với thu nhập tài xế xe tải thì không thể cho cô một cuộc sống mơ ước. Mãi đến 7 năm sau, Ái Văn mới nhận được giấy phép cư trú tại Hồng Kông. Việc đầu tiên cô ta làm khi ấy chính là ly hôn với chồng, sau đó sẵn sàng cho một kế hoạch lớn. Đầu tiên cô ta đổi tên mới từ Sử Ái Văn thành Long Ân Lai, rồi thường xuyên tới lui chùa Bảo Liên ở gần nhà để làm quen. Năm 1999, kỹ năng diễn xuất của cô ta thực sự khiến đại sư Sơ Tuệ trụ trì chùa Bảo Liên cảm động, vì vậy mà được thu nhận và ban cho pháp danh Thích Trí Định. Bằng nhiều chiêu trò thủ đoạn, Ái Văn dần lấy được lòng tin của trụ trì và được giao thêm nhiều việc quan trọng. Năm 2002, sư phụ Sơ Tuệ viên tịch, nghiễm nhiên Ái Văn đã trở thành trụ trì. Nắm quyền hành trong tay, Ái Văn lập tức thay đổi toàn bộ thành viên ban trị sự thành người của mình. Từ sau khi ngôi chùa đổi trụ trì, một nơi vốn yên bình đã trở nên phức tạp và hết sức hỗn loạn. Ban ngày Ái Văn sống như một trụ trì, ban đêm cô ta bắt đầu trang điểm lè loẹt, mặc quần áo lưới tất, đội tóc giả và sống trong một biệt thự riêng đã xây trước đó. Dựa vào quyền lực trong tay, cô ta liên tục biển thủ tiền nhang đèn của chúng sinh đến cúng dường. 10 phần thì hết 9 phần đã bị cô giữ lại cho riêng mình. Khi không có tiền tiêu xài trác táng, cô ta sẽ đưa người thân vào giả làm ra bộ dạng đáng thương trước các phương tiện truyền thông để thu hút sự chú ý và kêu gọi gây quỹ sửa chùa. Thế nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày bị lòi ra. Nữ diễn viên nổi tiếng Ông Tĩnh Tinh, một tín đồ đạo Phật, dần nhìn ra sơ hở khi rõ ràng cô đã quyên góp rất nhiều tiền, nhưng mỗi lần gặp cô, Ái Văn đều than vãn. Vì thế Tĩnh Tinh đã thuê thám tử điều tra riêng và cô không dám tin vào sự thật trước mắt. Trái ngược hoàn toàn với vẻ tồi tàn của chùa, nữ trụ trì lại có cuộc sống hết sức xa hoa, điện thoại, máy tính đều là bản cao cấp nhất. Hàng ngày cô ta không tụng kinh niệm Phật mà thường xuyên dẫn đồ đệ ra ngoài ăn uống dạo phố. Trong thiền phòng thì có đủ loại váy áo, giày da mỹ phẩm và đồ trang sức xa xỉ. Người ta còn tìm thấy những hình ảnh của Ái Văn bước ra từ một chiếc siêu xe với gương mặt trang điểm lòe loẹt và bộ tóc giả trên đầu đang chuẩn bị bước vào quán bar lớn nhất nhì Hồng Kông. Thậm chí cô ta còn đáp ứng tất cả các nhu cầu của nam giới. Điều tra sâu hơn, hàng loạt sự thật đã được hé mở. Hóa ra Ái Văn hiếm khi sống trong chùa, mỗi đêm sẽ có xe sang đưa cô ta về biệt thự. Ngoài việc tìm kiếm nhiều người đàn ông bên ngoài, cô ta vẫn còn một người chồng chính thức và hai nhà sư thường xuyên lui tới. Khi nhìn thấy cảnh này, Tĩnh Tinh thực sự vô cùng kinh tởm. Cô đã giao bằng chứng cho cảnh sát và dùng sức ảnh hưởng của pháp luật để tổ chức cuộc họp báo công khai mọi sự thật về Ái Văn. Hai trường hợp trên chỉ là một số ít trong những ví dụ điển hình về tặc trú trong xã hội ngày nay, chứng minh đây đang là thời mạt pháp mà Đức Phật Thích Ca nói đến. Tuy nhiên trong Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh cũng nói đến sự xuất hiện của một vị Phật trong tương lai sẽ cứu chúng sinh vào thời khắc nguy nan này. Vào lúc đó Đức Phật Di Lặc sẽ hạ thế và chuyển bánh xe Pháp. Đây là Phật Pháp cao thâm, có thể chính lại tất cả và cứu vớt chúng sinh. Nhưng chỉ những ai còn giữ được thiện niệm trong tâm thì mới có thể nhận ra được Đức Phật, tìm lại được chính tính, đứng về phía chính nghĩa. Như vậy mới có hy vọng thoát khỏi đại kiếp nạn và có một tương lai tốt đẹp.